California Croissant Bakehouse and Coffee mới vừa khai trương ở khu Việt Nam Town với đủ loại bánh mì, bánh ngọt, pâté chaud, bánh croissant ra lò hàng giờ nóng hổi cùng với đủ các loại cà phê thơm ngon. Đặc biệt trong thời gian từ nay đến hết ngày Chủ nhật 25 tháng 10, tất cả các loại bánh mì mua 1 tặng 1, bánh pâté chaud, bánh croissant mua 2 tặng 1. California Croissant Bakehouse and Coffee tại 989 Story Road, Suite 8054 San Jose trong khu Việt Nam Town. Điện thoại 408 297 8989.